Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Cựu công an bị vào nhà đá vì tố cáo lãnh đạo. Ngày 2 tháng 11, AFA Tiếng Việt có bài phỏng vấn cựu tù nhân, cựu đại úy, cán bộ trại giam thủ đức Z30D, Nguyễn Doãn Tú, người bị cơ quan chức năng kết tội 2 năm tù giam với cáo buộc dùng nhục hình với phạm nhân, vừa án vừa mãn án tù hồi tháng 8 vừa qua. Ông Tú cho biết, ông, ông Lê Chí Thành và ông Nguyễn Đức Hưng cùng là cán bộ quản giáo của trại giam Z30D. Khi đứng lên tố cáo sai phạm của giám thị trại giam, thì Lê Chí Thành đã bị quy chụp đưa vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 và tội chống người thi hành công vụ, tức là dùng điện thoại quay phim lại cảnh cảnh sát giao thông ăn tiền. Tất nhiên cái này là người ta quy chụp thôi. Còn Trung tá Nguyễn Đức Hưng bị tước danh hiệu Công an Nhân dân mà không có lý do để tước. Họ lấy cớ là mặc quân phục công an lên mạng livestream tố cáo lãnh đạo. Họ tổ chức một buổi bỏ phiếu tín nhiệm, đồng ý tước hay không, nếu quá 50% thì sẽ tước, nhưng cũng phải bỏ tới 3 lần thì mới tước được danh hiệu của anh Nguyễn Đức Hưng. Và đây là hình bài phỏng vấn cựu công an Nguyễn Doãn Tú trên AFA. Còn đối với bản thân ông Nguyễn Doãn Tú, ông cũng nổi lên ủng hộ và cũng đã trực tiếp gửi đơn, sau đó lên mạng tố cáo những sai phạm rõ ràng, cụ thể của giám thị trại giam Thủ Đức thì ngay sau đó cũng bị chơi trò bẩn. Họ dàn dựng tác động cho một phạm nhân tố cáo ông Tú đã đánh họ dùng cây mì bán kính 2 cm, dài 1 cm để đánh hai cái vào chân của phạm nhân đó và có hai người cũng là phạm nhân làm chứng. Họ dựa vào đó để kết tội ông Tú. Ông Tú cho hay ông không bị tra tấn hay ép cung, nhưng bị biệt giam trong một căn phòng ẩm thấp và tối tăm. Phòng chỉ có một ô cửa sổ bằng găng tay và không có điện đớm gì cả, tối tăm, đêm cũng như ngày, nóng nực ẩm thấp. Theo ông Tú, ông Thành và ông Hưng là đấu tranh cho quyền lợi của hơn 7.000 phạm nhân và 1.000 chiến sĩ của trại giam Thủ Đức bị cán bộ ăn chặn. Phạm nhân thì bị ăn chặn chế độ ăn, còn cán bộ chiến sĩ thì bị ăn chặn tiền chế độ chính sách. Ông nói lên tiếng nói dân chủ và bị trả thù. Ông Tú cho rằng bản thân là người trong cuộc và là người công tác trong lực lượng công an nhân dân. Nghiệp vụ công an thì ông đã học và am hiểu rất rõ. Khi điều tra hoặc lãnh đạo làm việc với ông thì chỉ cần họ nói một ý gì đó thôi là ông đã biết được cái hướng của người ta như thế nào và ông đã nhận biết được là họ sẽ bắt ông. Ông Tú từng tiếp xúc với rất nhiều phạm nhân, cho nên ông thông cảm và hiểu cho họ. Ông thấy được nỗi thống khổ của phạm nhân nên mới nói lên tiếng nói của họ, để rồi ông giám thị bị mất chén cơm cho nên ông ấy trả thù. Và đây là hình cựu tù nhân cựu công an, cựu cán bộ trại giam Thủ Đức Nguyễn Doãn Tú. Vẫn theo ông Tú, ông đã được nhiều phạm nhân lúc trước nằm trong diện do ông quản lý đến thăm và động viên đến nhà cho quà cho con ông. Ông nói thẳng là ông rất tự hào khi đang là cán bộ quản giáo mà lại được trải nghiệm thân phận phạm nhân. Tại vì ông không có xấu xa gì cả, ông bị như vậy là bởi vì bị người ta hại. Ông Tú cho biết thêm, Ông bị công an địa phương, những người từng là đồng chí đồng đội với ông trước kia, gây khó dễ, cố tình không làm căn cước công dân cho ông và ông Tú đưa ra nghi vấn. Đây phải là biểu hiện của sự đuổi cùng giết tận đối với người đã từng đứng lên tố cáo lãnh đạo trong ngành công an. Ông là người am hiểu luật pháp và nghiệp vụ công an. Bây giờ ông muốn đi xin việc làm bảo vệ, vệ sĩ, hay huấn luyện viên võ thuật hay tư vấn pháp lý nhưng không có giấy tờ thì không ai nhận. Không biết đó có phải là hành động đuổi cùng giết tận của bộ công an để trả thù ông hay không. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin cựu công an bị vào nhà đá vì tố cáo lãnh đạo. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Công an phạm tội ngày càng nhiều. Ngày 1 tháng 11, báo tuổi trẻ loan tin, cựu công an phường trong vụ cướp tiền ảo được giảm án. Theo đó, ngày 1 tháng 11, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Hồ Ngọc Tài, 34 tuổi, ngụ tại Đà Nẵng và Trần Ngọc Hoàng, 40 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh là những kẻ chủ mưu trong vụ cướp tiền ảo xảy ra vào tháng 5 năm 2020. Tòa y án 17 năm tù đối với Nguyễn Quốc Dũng cựu cán bộ Bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh về tội cướp tài sản, giảm án cho Nguyễn Anh Tuấn, cựu công an phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, từ 12 năm tù xuống còn 10 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. Và đây là hình bản tin trên báo Tuổi Trẻ. Đối với các bị cáo còn lại, các bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra tình tiết mới nên không có căn cứ chấp nhận. Trước đó, báo tuổi trẻ đưa tin về diễn biến vụ án cho biết Hồ Ngọc Tài và Trần Ngọc Hoàng quen biết với ông Lê Đức Nguyên, nạn nhân của vụ án. Do ông nghe Nguyên tư vấn, Tài đã bán khoảng 1.000 bitcoin, tương đương 100 tỷ đồng để đầu tư vào các loại tiền điện tử khác và bị thua lỗ mất hết số tiền. Cho rằng bị ông Nguyên lừa, Tài rủ Hoàng và 14 bị cáo khác tìm và bắt ông Nguyên phải trả lại số tiền điện tử đã mất. Ngày 17 tháng 5 năm 2020, Tài và các đồng phạm đã sử dụng ô tô tạo ra vụ va chạm, chặn xe ô tô của ông Nguyên trên đường cao tốc, rồi uy hiếp, khống chế ông Nguyên cùng vợ con nhằm chiếm đoạt 168 bitcoin, tương đương 37 tỷ đồng. Sau đó, nhóm của Tài đã bán một số tiền ảo, thu được 18 tỷ đồng, rồi chia cho nhau số tiền ảo còn lại khoảng 75 Bitcoin chưa thu hồi được. Và đây là hình diễn biến của vụ án. Báo tuổi trẻ dẫn kết luận của hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng các bị cáo đủ năng lực hành vi, dùng vũ lực, gian cảnh cướp tài sản của bị hại là vi phạm pháp luật. Hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của bị hại Tuy pháp luật Việt Nam không chấp nhận tiền ảo nói chung là tiền tệ, là phương thức thanh toán, nhưng thực tế các bị cáo đã quy đổi số Bitcoin cướp được thành 18 tỷ đồng và chia nhau chiếm đoạt. Theo tòa, cựu công an Nguyễn Quốc Dũng có hành vi tư vấn cho bị cáo tài lên kế hoạch phạm tội, chỉ đạo các đối tượng khác dàn cảnh để đe dọa, khống chế nạn nhân. Dũng được chia 412 triệu đồng nên mức án 17 năm tù là đã tương xứng mức độ phạm tội của bị cáo. Còn với cựu công an Nguyễn Anh Tuấn, phạm tội với vai trò giúp sức, thụ động, không đáng kể, cấp sơ thẩm xử phạt 12 năm tù là có phần nghiêm khắc. Xét Tuấn có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có con nhỏ, nên cấp phúc thẩm giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo từ 12 năm tù xuống còn 10 năm 6 tháng tù. Và đây là hình bị cáo Nguyễn Anh Tuấn tại tòa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Tuấn là người cầm lái ô tô của mình, chở hai đồng phạm là Hải và Tuấn Anh đi ra đường cao tốc. Tuấn trực tiếp có mặt tại hiện trường, chứng kiến đồng phạm chặn xe, khống chế ông Nguyên rồi chở đồng phạm về. Tuấn được Hải chia cho 50 triệu đồng. Vậy mà cả Tuấn và Dũng vẫn có thể kêu oan, khai không biết tài cùng đồng phạm cướp tài sản mà chỉ nghĩ giúp tài đòi nợ ông nguyên bình thường tuy nhiên sau đó cả hai đều nhận tội hiện nay chuyện những viên công an thực hiện các hành vi phạm tội ngày càng nhiều từ vụ việc nhỏ như cướp dê của dân để ăn nhậu đến hành vi cướp có tổ chức có tính toán như vụ cướp tiền điện tử này và một số vụ cướp tiệm vàng xảy ra thời gian qua còn có cả hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền. Lực lượng còn đảng, còn mình đã không còn chỉ là lực lượng cướp trá hình nữa, mà đã trở thành thành phần cướp theo đúng nghĩa đen của từ này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Công an phạm tội ngày càng nhiều xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới